Hôm nay đại ca Pila đang dỗi. Đại ca Pila đang thì dỗi. Hôm nay là dỗi hơi sâu. Nguyên nhân dỗi là bởi vì như thế nào? Pila kể lại cho mọi người nghe đây xem nào. Tại sao Pila lại dỗi? Vì sao? Nguyên nhân Pila dỗi là bởi vì Pila tranh đồ của Messi. Messi đang xa lơ. Thì như mình đã nói là khi mà con chó nó lên giống ấy thì là cái tính cách của nó gọi là cái bản năng bảo vệ các thứ của nó là nó mạnh hơn. Bình thường mà Messi không lên giống thì Pila mà ra tranh đồ chơi thì có thể Messi sẽ nhường. Bởi vì ở trong nhà này Pila là đại ca nhất. Và Pila tự nghiễm nhiên coi là tất cả đồ chơi ở trong nhà là của Pila, đúng không? Làm gì có cái chuyện đấy. Trong khi là anh đã yêu cầu là đồ chơi đứa nào cầm được trước là của đứa đấy, không được tranh cướp nhau. Tranh cướp thì sẽ xảy ra xô xát. Và đồ chơi anh cho 5-6 cục đồ chơi rồi, mỗi đứa có thể 2 cục. Mà Messi nó đã cầm vào đồ chơi trước rồi, nó đang chơi mà Pila ra Pila cướp của nó thì nó chả phản ứng. Nó phản ứng nó gừ lại thì Pila lại quay ra Pila cũng gừ lại rồi Pila đánh nhau luôn. Làm gì có cái chuyện đấy. Pila quay ra là đánh nhau, hai mẹ con đánh nhau luôn. Tất nhiên là đánh nhau ở đây là nó theo kiểu là đánh nhau gọi là vẫn là theo kiểu người nhà thôi chứ không phải là gì. Nhưng mà nếu mà chủ mà không ở đây không cản thì là thôi à? Hả? Là cứ đánh nhau đến mức nào? Hả? Pila? Đấy. Nghe cái kiểu hầm hè mè hai mẹ con. Đấy, liếm láp nhau đi. Vớ va vớ vẩn nha. Mà anh nói như thế nha, mà anh quát Pila nhá, vì Pila nằm yên không không không, không chuồn, nằm yên đấy, nghe còn đang chưa chưa giải quyết xong câu chuyện, lên trên ghế ngồi. Nhanh khẩn trương. Lên. Pila lên ghế ngồi đi, ngồi yên trên đấy. Rồi Messi yên đấy, Messi cũng ngồi đấy. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau. Rồi, liếm láp nhau đi. Đánh nhau xong thì chủ quát vì Pila sai là Pila dám lao vào tranh của Messi thì Pila dỗi, Pila lên ghế, Pila ngồi, Pila nằm, không có làm cái gì nữa cả. Hả? Messi nó đã ra, nó đã làm lành, nó ra nó liếm rồi, con Siro nó cũng ra nó động viên rồi, thế mà Pila vẫn còn dỗi. Anh quát Pila có sai không? Thế Pila cướp đồ của con Messi nó đang chơi, Pila ra Pila cướp, thế nó phản ứng lại thì Pila có sai không? Messi ngồi yên ở trên đấy, không xuống. Messi. Con Siro nó cũng ra nó cũng an ủi. Con Messi nó cũng ra nó cũng làm hòa lại, nó liếm láp mẹ. Thế mà mẹ vẫn còn dỗi. Mà anh đã dặn rồi, quát rồi không chịu nghe. Là đồ chơi nó đã chơi rồi thì đừng có mà léng phéng. Bởi vì có 6 cục đồ chơi cơ. Không chơi cục này thì chơi cục khác. Mà đây thì lại cứ phải nhất quyết, phải nặng nặc là phải là chơi cái cục đấy thì mới chịu. Cái kiểu ở đâu vậy? Đồ chơi thì vốn dĩ bình thường đã chơi theo kiểu một mình nhận cả một đống rồi. Có 6 cục đồ chơi thì vác cho bằng hết vào chỗ mình để mà không cho đứa nào chơi cả, đứa nào vào cũng gừ cũng dọa. Cục nào chán mới cho đứa khác chơi. Pila quay mặt vào đây nào. Pila. Anh đang nói Pila đấy, ngồi yên đấy. Quay mặt vào đây nghe, đừng có quay mặt vào tường. Pila đã nhớ chưa? Không, một là không có dỗi nữa.
Bởi vì là Pila sai cho nên là Pila bị mắng. Anh còn không đánh Pila một cái nào nhé. Anh mới chỉ nói là Pila sai thôi nhé. Mà Pila đã lên ghế Pila nằm, Pila thái độ rồi. Pila dỗi rồi, nằm từ nãy đến giờ hai mẹ con nó nằm một chỗ, một mình Pila nằm trên ghế không quan tâm. Thế Pila làm như thế là có đúng không? Hay là sai? Hả? Nhớ nhá, kể cả là con mèo xi nó có không lên giống nhá, cũng không được cướp của nó nhá. Nếu nó đã chơi rồi thì đừng có cướp. Đồ chơi là anh đã quy định là đứa nào cầm trước thì đứa đấy được chơi. Và đứa nào chơi của đứa đấy có thì chơi chung với nhau một cái đồ chơi rằng nhau thôi chứ không được cướp. Không được theo cái kiểu là hầm hè hăm dọa mà cướp đâu. Nhớ chưa? Pila, quay mặt đây nào. Pila ơi. Pila đã nhớ chưa? Hả? Đã nhớ chưa? Nhớ nha. Lần sau cấm nha, không được cướp giật nha, cướp giật đừng có trách anh. Và không dỗi nữa. Đừng có dỗi nữa. Nghe chưa? Rồi, ở yên đấy. Ba đứa ở yên đây chờ, để anh chuẩn đi xuống anh chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa nhá. Messi xích vào đây, hai mẹ con liếm nhau đi xem nào. Messi ra liếm yêu mẹ Pila cái nào. Nào. Ba đứa. Rồi. Hòa thuận với nhau chứ hầm hè nhau đừng có trách. Pila liếm con đi. Rồi, hai mẹ con liếm nhau ok nhá. Cấm nha. Hầm hè nhau mà theo kiểu cáu cùn thế là ta đấm cho mỗi con phát đấy, không phải chuyện đùa đâu. Chờ một tí để anh đi anh làm đồ ăn cho ba đứa nhá. Ok. Messi yên đấy. Ngồi yên đấy để anh làm một kiểu ảnh đã. Ngồi yên đấy. Cả ba đứa, Messi nhìn vào đây nào. Messi đâu? Kìa. Messi sao này bà với này mẹ với con chúng nó đang tập trung vào đây rồi, Messi mà không chịu nhìn vào đây. Messi ngồi xích ra đây. Ngồi xuống, ngửa mặt lên. Đúng rồi. Ngửa mặt lên, giơ cao mặt lên, không thì không có ở trong máy ảnh được. Nào. Hai, ba nào, nào nhìn vào đây nào. Messi. Hai, ba là sao cái mặt của Messi nghe nó gượng gạo thế nhỉ? Mất công Pila với đệ Siro nó chỉnh hình từ nãy đến giờ để nó vào máy. Messi lại không chịu vào máy, nhìn Messi nhìn thẳng vào đây xem nào. Nào. Nhìn thẳng vào đây. Một, hai, ba nào. Chụp ảnh. Toanh. Toanh. Sao tai của Messi làm sao đấy? Messi làm sao này? Messi này cái tai của Messi buồn cười ấy nhỉ? Nha. Messi không thích chụp ảnh. Hôm nay Messi không thích chụp ảnh. Được rồi. Xinh gái nhưng mà không thích chụp ảnh. Thế thì hai đứa nào. Con Pila với con Siro không? Siro lên trên ngồi với bà đây. Không. Ngồi bên này cơ. Siro sang bên này. Rồi. Ngồi gần vào bà. Ngồi sát vào. Ngồi sát vào với bà đây. Để hai bà cháu chụp chung kiểu. Ngồi sát vào. Ngồi sát vào đây Siro. Pila ngồi nằm yên đấy. Pila nằm yên đấy đẹp. Được rồi. Không. Ok. Hai đứa ngồi sát vào nhau nào. Xích vào. Rồi liếm nhau đi. Để làm kiểu nào yêu nhau nào. Nào hai đứa liếm nhau đi. Hai hai bà cháu hôn, hôn nhau cái đi nào. Thơm má nào. Đúng rồi. Ok. Rồi thế có phải xinh không? Xinh rồi đấy. Hai bà cháu liếm nhau đi. Thơm nhau cái nào. 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 Hai đứa thơm nhau cái nào. Ok, ngồi yên đấy nha, ngồi yên đấy nha. Chia Pila nó ở trong máy rồi này, còn Siro này. Để ba chúng ta làm một kiểu. Con Messi hôm nay nó không thích chụp hình. Rồi, Pila xinh gái quá nhỉ. Yên, ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên. Đã xong đâu? Siro. Siro xinh gái quá đi trời. Sổ. Ok, Pila. Pila. Nào, chạm má vào. Sát vào.
Ừ, hay, vì là sát vào đây. Thế này. Đâu thì ngửa mặt lên, thế thì còn nhìn cái mặt mũi đâu nữa. Đúng rồi. Siro yên nào. Ừ, thế cũng được. Thế này là ba chúng ta là ở trong một cái máy ảnh được rồi. Này tay anh đang cầm điện thoại anh quay đây mà, để siro để cứ xin dí vào. Ok nhá, yêu Pila nhá. Nhưng Pila phải ngoan nhá. Và không dỗi nữa nhá. Ok chưa? Ừ, ngày hôm nay thế là chúng ta đã giải quyết xong nhá. Đừng có để đến câu chuyện đến ngày mai nhá. Ok, con siro xích ra đây. Siro. Ok, xong. Messi đâu? Ra đây xem nào. Messi. Con Messi đâu? Ra đây. Ngồi sát vào. Ok. Ok nhá. Thôi được rồi. Nào siro hư nào. Ok nhá. Ba đứa hòa thuận với nhau nhá. Rồi. Nào thôi được rồi, để anh đi chuẩn bị đồ ăn. Ok, xin chào mọi người nhá. Hôm nay nó có một cái tí xung đột giữa hai đứa, nó tranh nhau cái đồ chơi. Đấy là cái mà mình nói lúc trước, mình đã nói trong video, nếu mà bạn nào mà nuôi nhiều chó thì các bạn phải để ý. Nuôi hai con chó cùng với nhau, kể cả là hai con chó cái, bình thường nó sẽ không có xung đột đâu. Nhưng nếu mà khi mà một trong hai con nó đến đợt lên giống thì cái tính cách của con chó nó lúc đấy là cái bản năng giữ đồ, bản năng bảo vệ cái lãnh thổ của nó, cái tính cách của nó sẽ bá đạo hơn. Cái tức là cái về cái bản năng cái cá nhân của nó sẽ cao hơn và nó dễ xảy ra mâu thuẫn giữa các con chó với nhau. Thì khi mà chúng ta nuôi hai con với nhau hay là ba con với nhau thì chúng ta phải để ý, chúng ta phải rất là để ý ở cái giai đoạn đấy, để tránh cái tình trạng là gì, chúng nó xô sát với nhau mà chúng ta không can thiệp kịp thời, nó có thể đánh nhau đau quá và sau đấy nó ghét nhau. Cho nên là và phạt đấy, khi mà hai con mà nó có xô xát với nhau thì chúng ta xử lý, chúng ta là chủ, chúng ta phải xử lý như kiểu là chúng ta xử lý hai đứa trẻ con nó đánh nhau ấy. Nó chơi với nhau đánh nhau ấy, là chúng ta quát, chúng ta mắng, chúng ta phải mắng cả hai. Các bạn đừng tưởng là con chó nó không hiểu gì nhá, nói nó biết hết đấy. Là nếu mà nó đánh nhau thì là gọi là đánh nhau, nó phải có cả hai phía. Tất nhiên một con sai rồi, ban đầu cà khịa rồi này kia thì con kia nó vẫn đánh, nhưng mà khi mà chúng ta mà mắng là chúng ta sẽ phải mắng cả hai. Tất nhiên là chúng ta sẽ mắng cái con nào mà nó cà khịa, chúng ta sẽ phải mắng nó nhiều hơn, mắng thôi. Chứ còn thực ra mà nói đấy, để kiểm soát con chó, như chó nhà mình chả bao giờ mình dùng đến roi vọt gì đấy đâu. Nếu mà có thì lấy tay hơi đánh nhẹ vào mõm nó theo cái kiểu là để nhắc nó thôi, chứ cũng không cần phải 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 theo cái kiểu là gọi là bảo là roi vọt này kia. Thì nhiều người là cứ hay dùng bỏ đánh cho nó sợ. Thực ra cái đấy nó đánh chỉ có làm cho con chó nó bị nhát chó thôi. Một, nó thành con chó nhát. Hai, nó thành con chó hung dữ, con chó hung hăng. Nếu mà chúng ta dùng roi vọt để chúng ta xử lý, nó y như trẻ con này, nó chả khác gì trẻ con đâu. Bởi vì là cái con chó, những cái giống chó khôn này, nó cái tính cách của chúng nó, cái cách hành xử của chúng nó như là những cái đứa trẻ khoảng tầm 6 đến 8 tuổi. Nếu mà với những cái con chó mà nó lớn tuổi rồi, những con chó tức là gọi là chó già nó khôn đấy, thì nó có thể nó như con một đứa trẻ con khoảng tầm 9 10 tuổi. Và nó hiểu rất nhiều thứ mà chúng ta không nghĩ là nó hiểu đâu. Chúng ta không thể tưởng tượng được là con chó nó có thể hiểu được. Nhưng mà ai mà nuôi gần con chó thì mọi người sẽ hiểu được là con chó nó hiểu rất nhiều thứ mà chúng ta nói, chứ không phải là chỉ có vài cái lệnh đứng nằm ngồi mà với này về với này đi đâu. Nó hiểu cả một câu nói dài của chúng ta chứ không phải không. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you and see you again.